Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình muốn giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho cây trồng của các bác, đó là Amino Maxi Etate. Amino Maxi Etate không chỉ đơn thuần là phân bón đâu nhé. Nó là một giải pháp toàn diện giúp cây ra đọt, ra rễ cực mạnh. Đây thực sự là một sản phẩm mà các bác không thể bỏ qua. Với công thức đặc biệt từ amino acid và các vi chất dinh dưỡng cần thiết, Amino Maxi Etate giúp cây quang hợp tốt hơn, từ đó kích thích rễ và đọt phát triển mạnh. Không những thế, sản phẩm còn giúp cây tăng sức đề kháng, chống chọi với sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt. Điểm tuyệt vời của Amino Maxi Etate là cây hấp thụ rất nhanh và hiệu quả. Ngay sau khi phun hoặc tưới, cây sẽ nhanh chóng hấp thụ dưỡng chất, giúp cây phát triển khỏe mạnh, xanh tốt, cho năng suất cao hơn. Cách dùng Amino Maxi Etate cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng một phần Amino Maxi Etate với 1 gam phần nước, sau đó phun hoặc tưới trực tiếp lên cây. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Một lưu ý nhỏ là các bác nên sử dụng Amino Maxi Etate thường xuyên, khoảng 10 đến 15 ngày một lần. Như vậy, cây trồng sẽ luôn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để phát triển khỏe mạnh, sẵn sàng cho một mùa bội thu. Nếu các bác muốn cây trồng phát triển vượt trội, đừng chần chừ mà hãy dùng thử Amino Maxi Etate ngay. Sản phẩm hiện có bán tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp và website jarplant.vn. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.